cho chị em thông đi ăn ngay cho ổng bột rồi. Lúa ở hay ông? Bà ngày ở hả? Ngày lúa cũng ở hả? Ở này là phải chiếu hả? Ồ, tạm ngày đã nè. Dạ. Đập chiếu, đã chứ, chiếm mà nó không có được. Thấy lúa ban mà cạm mán ông lên nè? Có con rồi. Ban mà con. Cái bốt lộ ban môi màn đó ông? Quán phạm. Quán phạm. Ồ, anh ấy tật liếp chế. Cái khăn này? Tịt bốt. Tịt sạp bốt đó. Tịt. Nhìn phì được thế. Lộ đạch lăng mau màn không? Khiên mau thì ta đạch thì ngay trên tay nhìn ra là nguyên. Bột ăn mà đông nắng cái hấp sai kìa ông xa bệnh luôn hả? Yeah. Ông còn lụa bột thì đang chê ăn nơi xa bệnh luôn nơi một quạt á ông. Yeah. Quạt bệnh luôn. Nó sẽ đom sần không? Dạ. Thế nào thì sợ mất rồi.
Cháu à? Cháu. Bàn môi của tao rồi. Cháu nó thịt lấy với quát á, quát kéo rồi, 500 cào chết cả ban. Chơi quát ngay nha mình, xa mà nhám mỏ rồi. Bả? Ô nhám mỏ ngay tiết. Nhóm xạ môi đài mới. Dạ, chị ăn mình nơi một quạt quạt bệnh luôn. Thế mình nè một tình tràn, mình mồi quạt tràn á. Thế nó cũng ngay như lấy nhóm sạng thì... Ôi, nó có đau. Ngay. Ôi, bà em. Cây quá bãi mà mình không mất cây bãi mà mình nhưng bộ hào ồ bộ hào bộ cây tôm nó hào với hả ở cái cây đã tôm phê của ớt cao đã nghe tôm phê vậy tôm nó bộ hiện tung tung là mở mẹ thấy mình ha rồi dạ. Nhưng hôm chơi kế không mình không bị phạt kế em chứng anh mòn chuối hết tệ chơi qua trong nhà tới hiện cho một ăn xin xin thì mình phải ăn nó ta lì chọt khoảng nó có ăn thì phải ăn chẳng ăn nữa nì ở chế ăn qua đó chẳng ăn đó là nhầm nhầm wow cái quạt rút chết lại khó việc lại anh kế và em chẳng anh mà anh mở cơn cây quất tâm do màu mà cái chè như thế này còn đụng đá cho mặt trời